Đây là thấy khủng khiếp rồi. Đó, nhà ông anh trai tôi này. Đúng rồi. Đó, coi như là hồi 3 giờ sáng mà may ông thoát nạn đấy. Tài sản thì nói chung là lúa thóc rồi, chủ yếu là lương thực chính mà đã hư, gà vịt heo đồ mất hết rồi, công việc làm không có, trong thời cận cát thì mấy ngày liền là không có điện, mới trả điện sáng này thấy nó hơi ổn lại chứ, chung là vất vả đủ điều.